Ủa alo, ủa. Tin trắng. Mọi người, xin tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trinh Đài Trường Official. Ngày nghỉ của Trinh Đài, Trinh Đài với mộng thường hẹn hò nhau đi ăn chay, để xây dựng em đi ăn cái phê chay hôm nay. À, như mọi người được biết, ngày hôm nay thì thường sẽ là người yêu của Trinh Đài một ngày nha. What? Chồng Trinh Đài hôm nay nha mọi người, mọi người thấy mộng thường hôm nay men không? Hiện tại Trinh Đài đang ở quận 2, Thân Văn viết cho mọi người. Đây là buffet chay quán đầu tiên, thì một người giá vé là 39.000. Mọi người vào đây thì mọi người sẽ đứng tiền ở tại quầy này, xong rồi mọi người sẽ tự lấy đồ ăn. Đây, hôm nước, hôm bữa có Trinh Đài ăn có chè, nhưng mà sao nay mất hết chè. Đó, thì có rất là nhiều đồ ăn nè, có cơm nè, có canh, canh chua rau muống, canh bí, canh mướp nữa, mít kho, đó, rất là nhiều đồ ăn. Ở bên đây thì quầy này hôm bữa có bún thái đúng không mọi người, nhưng mà hôm nay là hình như là hủ tiếu thì ăn xa. Hủ tiếu không chị? Đó, hủ tiếu chay. Ngon chưa? Mà chỉ có 39 ngàn thôi mọi người. Ăn là no đê luôn á. Chị này biết nấu gì nữa nè. Biết nấu hả? Không có biết. Biết nấu chắc biết hết á, nhưng mà không biết ngon hay không. Nói chung là nếu mà mình thời buổi bây giờ nấu ăn cũng rất là dễ mọi người, nhưng món nào mình không biết á thì mình có thể lên YouTube đó mình search, mình tìm kiếm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái gia vị của mình thích ăn chua cay mặn ngọt như thế nào, thì mình nếm nó đậm đà chút xíu á thì món ăn của mình sẽ hấp dẫn hơn. Còn không cũng như mà món mình không biết á thì mình mua về mình nói là mình biết nấu á, xong rồi mình chiên lên cái nó bị khét luôn á mọi người. Hỏi ăn thường rồi. Tám cuốn chả giò chết rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người từng món ăn ở đây theo phong cách quiz. Gỏi cuốn hoàng cung. Cái này là được làm từ bì nhập khẩu từ Thái Lan. Và bì này làm từ một loại nấm ở trên núi tuyết. Khi mà hái cái nấm này là phải 1 năm chỉ hái được một lần thôi rồi. Người ta phải bay một cái núi rất là cao cái gì đó. Ăn hoan hỷ lấy đồ ăn vừa được. Đó dạ. Khuyến khích ăn bởi vì mình ăn chay thì không nên bỏ ăn. Cho nên mình lấy mỗi món một xíu thôi. Mọi món hôm nay lấy một dĩa thôi. Mọi người biết cái này là gì không? Cái này là cọng xả. Cọng xả bị trồng trong nước. Thì khi mà chúng ta hái cái lá xả xuống á thì chúng ta như bỏ xả, xả. Hôm nay cái quán có vẻ hơi vắng vậy mấy chị. Rất là đông luôn. Ôi đông quá trời luôn á. Đông quá trời luôn. Đông quá trời luôn. Mình ăn thoải mái trong đó. Tại quán rất là đông. Dạ, không, cô lấy đồ ăn cho cô đi vậy. Giờ này là giờ nghỉ trưa không? Giờ người ta ngủ trưa. Ngủ trưa, ăn cái đồ đi ăn. Đó. Mình sẽ lấy một cái chậu hũ. Chậu hũ này thì mình nghe nói là nguồn gốc từ Việt Nam. Chậu hũ này cũng từ Việt Nam. Là người Việt Nam thôi là mình chậu hũ này. Cái món này thích ăn đúng không? Để chị gấp. Biết cái này là gì không? Rau càng cuốn. Cái gấp thì mình không có ăn đâu nhiều. Không, không thì mình share. Mình thấy mình share. Cái này là cái gì mà mình share biết không? Nhưng mà mình ăn ngon đây. Không biết được. Cái này là ngon. Ủa khách đông quá kìa, khách đợi kìa. Bà mẹ lên nhanh lên. Khách đông quá trời luôn. Mình mẹ lên nhanh lên. Thì là thường có một cái dĩa đồ ăn rất là ngon, hấp dẫn mọi gì cái gì. Chị chỉ có hai cái bì cuốn với rau vậy thôi đó. Bây giờ mọi người sẽ cùng vào bàn với Thường và chị Trân Đài sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn như thế nào để mình thưởng thức món, để mình thưởng thức một cách ok nhất, chất lượng nhất. Ok. Mời mọi người ăn cùng với Trân Đài. Chị xin cảm ơn em.
hỏi lần mình đến đây thì hay ăn món này, hay ăn cái quán này lắm, bởi vì nhà chị qua đây có 4 phút thôi, 3 hoặc 4 phút thôi. Thường thì ăn quán này được 35 năm rồi. Cái một thường phải mặn, quá là mặn. Vì thế nào? Hôm nay có ba chân gà, chị mọi người đi ăn. Thì mọi người hôm nay đi ăn chay với cô ba chân gà. Trộn vị yêu thương. Chấm với tường, sắp tường nó thơm. Được, ăn được. Ăn thử này đi. Thích món này lắm nè. Này gì này giới thiệu chưa ăn. Cái này là gỏi hành cua đúng không? Hành cua là nhỏ, mọi người ta đi ra thì chọn hành cua là cái chậu bông á. Xong ra các bạn thấy vô làm salad nè. Bởi vì mỗi lần ăn cái này nhớ chị thơm. Thơm nè. Ngon nha. Đây là mọi người, đây là bảng giá những cái món bán thêm nè. Là điểm tâm sáng 30k, buffet chay thì 39k, còn cái này gọi món lẻ là 39k, có bán lẩu nha mọi người, lẩu nhỏ thì 100k, lẩu lớn thì là 160k cho 4 người ăn. Cái này là không có quảng cáo nha mọi người, đi làm có quảng cáo nha, đi là đến đây ăn thì chia sẻ cho mọi người món ăn rẻ, bình dân, hợp giá cả và ngon, cho nên có mọi người ăn. Hơi cay đúng không? Hơi cay nhưng mà người thường không ăn cay được. Ăn hủ tiếu đi. Hủ tiếu không cay á. Ăn hủ tiếu rất là nhiều món, nên là mỗi món mình ăn chút xíu thôi. Mình sẽ ăn rất nhiều món. Chứ mình đang chỉ có món đỏ 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 đỏ. Mọi người, đây là quán chay thứ hai nằm trên đường Lê Văn Định. Phía đây có là cái kênh quán tên là Sala Chay. Quán chay Sala. Một phần bao nhiêu tiền tôi ăn năm ngoái không nhớ. 40. Năm ngoái là có 35 ngàn thôi. Chắc là sau dịch đó thì tôi lên 40. Là có cơm đậu lứt. Còn chán nữa thì chọn, mình muốn ăn cơm chán thì mình chọn cơm chán. Không thì mình chọn cơm đậu lứt. Hà bích kho nè, đậu hũ sách gà, chảo tôm nè, giống như là đồ mặn, cái này là cá cơm, ngon lắm, nhanh lắm. Còn này là cái gì xào, xào xà xá ớt đó mọi người, thấy không? Chả giò, hoành thánh chiên, cái này quá trời. Đây là cái gì của một phường đây. Hấp dẫn quá mọi người ơi, đói bụng mới vô ăn tiếp. Ngon. Là chúng ta nhiều món như vậy nè. Thấy không? Có 40 cặp thôi. Đây là cái chanh. Đây là cái chanh. Mình bỏ đây cho phù hợp. Ủa mình có nước kia không chị? Nước uống á. Nước đậu đen. Ồ, cho em nước đậu đen. Đây giống gạo. Cái lực nó nóng quá. Nó không chịu được. Cái mùi. 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 Cái mùi.
chưa uống được đậu đen hay bao giờ, cũng như Nha Đam. Ngon nha, không có ngọt. Không có đường. Không có đường. Rất là nhanh kỳ. Mọi người ăn nha. Mọi người biết cái phần chạy là phần gì vậy? Cái cơm chay này người ta làm bằng bông chuối, mọi người. Bông chuối luôn. Cái bắt đầu người ta lấy cái bông đó, nó ngâm muối, rồi dẫn nó, rồi người ta đem chiên lên. Ngon vậy. Bột gì. Đây có món rau qua đậu rồng xào lạ. Từ đậu rồng ăn sống, bánh rút, bữa nay đậu rồng xào. Có bánh rút chay để ăn được đi. Bánh rút chay ăn cái đậu rồng nó đúng bài luôn á. Mắm rút chay này là làm từ tương hồ. Người ta xào cái này ngon kiểu. Mắm rút. Mắm rút nha, ăn mắm rút nha. Mắm rút là phải chấm với đậu rồng. Đúng rồi, cái vị nó rất là chung chung và chỉ rất là dễ ăn, nó kém vị ăn mà nó có thêm dầu lực mình ăn theo kiểu mà. Quán chay salad nằm trên đường Lê Quang Định và gần ở đây đó là chợ Bà Chiểu. Mọi người đến chợ Bà Chiểu và đối diện ở đây là đường Lê Quang Định, đi thẳng vô xíu là thấy quán chay salad rất là gần chợ Bà Chiểu luôn mọi người. Mọi người muốn biết địa chỉ thì sẽ để link ở dưới cho mọi người. Thường là một người rất thích ăn chả giòn. Chả giòn rất là ngon. Bởi vì thường cũng hay chiên chả giòn. Nó ổn cái gì vậy chứ? Sao không để chả giòn lại á? Xin lỗi em chị Kiệm, không phải xin lỗi nha. Bữa đó là lỗi kỹ thuật. Mọi người coi lại clip thì cắt lại cái cảnh đó đi. Hay những người anh cứ để mối cho không? Nó để một mũi à. Nhưng mà clip có nhiều người chắc tới hoài nó vui á. Chảo tôm. Đã hơn một tiếng rồi. Cũng bị lật đà. Không. Chảo tôm thì cơm nó mỏng. Để ăn cái tôm nó mụn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chợ Bà Chiểu và mua đồ sinh ra. Đi coi đồng hồ 1.7, 1.6, 1.5 rồi đó mọi người. Mỹ với mọi người nha, biết mọi thường đi đâu mọi người. Nha, khúc tây để làm gì? Đi khúc giảng đào. Sao đào vậy? Thường mới làm cái này nữa, để ý cho mọi người nha. Mới làm. Mua thuốc giảm đau đó, cô gái mộng thường ra mua thuốc giảm đau. Mộng thường ơi, mình đang đi đâu vậy anh ơi? Những em đi mua đồ sờ đờ hả? Hôm nay tụi mình hai vợ chồng mình sẽ đi mua đồ sida nha. Không bé ơi, tiền không bé ơi. Sờ đờ trong đây là giá cả hợp lý lắm. Hello. Một trường hợp với anh vậy. Em bận như rất là màu đỏ luôn. Bây giờ thì đáng có 10 viên nè. Anh đang nhớ một cái vỏ này cho hai đứa con chúng ta để dành. Em mua cái vỏ này xong á thì chúng ta dẫn xong mình đi học á. Họ kinh tế á, nhớ bữa đi lần giờ đã mất tiền. Sao đó. Ít gì vậy trời. Ủa anh em là thời gian của anh hả? Đúng rồi, em là thời gian của anh. Còn tên hơi lạ không nha. Yêu nhau mà, mình đang yêu nhau. Nói chung là thấy mình đang rất là hạnh phúc mặc dù không mua được cái gì hết trơn. Chồng của Trung Đạt hôm nay á rất là men, mà mình biết tại sao không? Chồng của Trung Đạt hơi mệt mỏi xíu bởi vì mới làm vô. Đúng rồi. Không phải, cái chỗ kia hình như hết. Hôm bữa bán mấy cái đồng hồ đẹp lắm rồi, một vintage xưa á. Đây là nhà hàng chay thứ ba nè mọi người ơi. Trời ơi, cái bụng căng nó mới ăn nổi không? Vô kìa. Không,
đây là nhà hàng chay Từ Lộc Ngõ Tâm nha mọi người. Mọi người ăn xong sẽ bỏ vào cái thùng này đó. Cháo gạo lứt với lại súp, nhưng mà mình ăn súp nha mọi người. Súp bắp với lại quán này sẽ có hai không gian, phía ngoài á thì sẽ có buffet để cho mình lấy thức ăn, có những bàn ăn rất là đông, cái quán này lúc nào cũng rất là đông á. Khi chúng ta lấy thức ăn ở đây xong thì mình sẽ đi qua đằng sau, có nhiều bàn để ở đây xong mình lấy thức ăn, mình gọi thức ăn thì có rất là nhiều món, nhưng mà hôm nay chúng ta ăn nhiều quá rồi, cái bụng nó không còn sức cho mọi người, cho nên là chỉ lấy súp thôi. Mọi người đã thấy thì thường nói được gì thì tối tận với nhau. Cái đồ ăn này cũng rất hấp dẫn nha. Cái chương trình để ý đồ ăn này khi mà đau khổ rất là nhiều. Có là nhà thị đúng không? Cái nhìn khác thì ăn nha. Còn súp ngon à? Súp ngon. Súp ngon. À đúng không? Cái này giống như là ăn đồ mặn, súp cua á mọi người. Mọi người súp cua này súp chay nha. Bạn có thể ăn súp, súp ở đây cũng có súp cua đó, và súp cua, súp này là súp ở đây cũng ngon. Nếu mà một người mới tới đây á, thì chị nghĩ là chị giới thiệu cái món gì cho họ? Chắc nghĩ là món súp á. Tại vì những cái món đồ, những cái món kia nó sẽ giống như những cái nhà hàng khác. Có cơm, có mì xào, có rau, cái này đồ ăn. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì có món súp. Món súp này là súp đậu phụ với lại bắp. Chị thấy mà nó có cà ri, nó hợp với cà ri. Nhưng nãy chị thấy có bún cái gì? Bún riêu mà, phải không? Phở hả? Nhiều món lắm mọi người. Mọi người hôm nay ăn nhiều quá, không có review nhiều món cho mọi người. Còn mọi người muốn thử nhiều món ở đây hơn nữa thì mọi người hãy đến đây ở đường Nguyễn Thượng Thanh Lai. Chúng ta sẽ để cái link địa chỉ ở đây cho mọi người biết địa chỉ của nhà hàng này nha. Thường thì những cái nhà hàng buffet chay á là trước cửa người ta sẽ bán trái cây, rau, rau sạch nè, trái cây. Và mình mua xong á thì mình ăn xong nữa thì mình bỏ vào cái thùng biệt thị, trình độ tâm của mình bao nhiêu cũng được. Gỏi ngon nha. Ủa alo, ủa kinh trắng. Thiết quá thương hiệu. Ngon gỏ quá, ăn mất luôn rồi. Này ở đây làm rất là vệ sinh mà mọi người, cái còn nóng hổi luôn á, cái sấy. Bây giờ mình thử món nãy là tính ăn súp xong là ngưng rồi đến không ăn nữa. Nhưng mà cái món bún riêu nó rất là hấp dẫn, tại vì hồi trước Trinh Đài cũng nấu là cô Banh Đao bún riêu đó, cô Ba Trinh Đài nấu bún riêu đó thì ăn một chút xíu súp bún riêu, không ăn bún nha mọi người. Thường ăn gì? Cái này là cà ri, mà thường mắc thích ăn cà ri, mình sẽ ăn cà ri. Đậu nè, bữa chỉ có giảm cân gì ăn nè, quên tên rồi, không biết cái gì. Đậu gà. Đậu gà là dành cho mẹ ăn kiêng. Ăn kiêng đúng rồi, giảm cân, chỉ biết cái đậu này không nhất. Rất là ngon. Không phải có bún riêu nghe mùi mắm nè. Thử đi. Không, thiệt nghe không ăn nuốt luôn á.
Em mà mắm ruốc cũng mắm riêu, mắm đường là có mắm ruốc nó mới thơm. Tập đến cái mùa này là cái đậu hò á. Cái đậu nó ngon. Đậu nó ngon. Nóng luôn á. Rồi là các bài dược tiếp nha. Vậy là clip hôm nay xong rồi mọi người ơi. Mọi người muốn trình bày làm clip như thế nào thì mọi người hãy comment bên dưới nha. Review những món gì nè, làm content như thế nào. Khi nhìn suy nghĩ của mình cũng hơi bị rối đó. Cho nên là mọi người hãy cho trình bày ý kiến để trình bày làm theo nhiều clip hơn nữa nha. Nói chung là ngày hôm nay đi chơi với chị Trinh Đài rất là vui. Và cũng rất là cảm ơn chị Trinh Đài đã rủ mình đi ăn chay. Và hy vọng là sắp tới là cũng sẽ có dịp lên clip cho chị Trinh Đài một lần nhiều. Mọi người hãy đón xem ủng hộ chị Trinh Đài trong thời gian sắp tới với chị Trinh Đài nha. Bỗng thường hôm nay mềm quá mọi người ơi. Bye bye.